lời lẽ gì à? Có lời rồi. Con cắt sừng như thế nào? Có cần sổ không? Có chứ. Chào cả nhà. Con chào các cô. Hello. Hello mọi người. Anh ơi đưa chị cái sổ. Chuẩn ơi lấy cho mẹ cái ghế nào. Con không cần ghế đâu. Con đang bảo lấy cho mẹ thì con không lấy cho mẹ cái ghế mà. Ở sau gương ấy Chuẩn. Chào cả nhà. Không, ghế đấy mẹ không ngồi được, ngồi đấy. Chào Kim Trần, chào Nguyễn Ngọc Hà, hello Nguyễn Bích Hằng này. Đài Loan này. Chào cả nhà, mọi người ơi. Nên em hơi tay tua nên là em không xuất hiện ở trên đấy đâu, em chỉ xuất hiện nửa mặt thôi được. Đầu tóc rù rù quá. Hello chị. Ôi, em. Đi ra, đi ra. Em vào hình tí. Đi ra. Chào mọi người, cả nhà ơi. Chào mọi người, cả nhà ơi. Hôm nay lên quần nhá mọi người nhá. Con chào các cô. Mấy trăm cái quần về cơ ạ. Cái máy kia đâu? Con chào các cô. Con ơi đi vào để cho mẹ bán hàng. Chào cô Nguyễn Loan. Mỹ Hằng Nguyễn. Được. Chào Nguyễn. Ngon, ngon, ngon chưa? Rồi. Rồi. Chuẩn. Rồi ok. Mày lên quần nha mọi người ơi. Và lấy cho người ta cái ghế đi. Hello. Ghế nào? Đó à các chị. Cái ghế có tựa ấy. Còn à, chào Đức, chào Đức Nhật. Đức Nhật. Người Nguyễn. Đây nha cả nhà ơi, hôm nay lên có quần mới. Được chưa? Ơi, cái máy to của mình đâu? Ở trong nhà. Rồi, mẹ cảm ơn Chuẩn. Ấy, ngon chuẩn ngon rồi. Em xuất hiện đây là quần đầu tiên mới lạ sao đấy ạ? Mới lạ. Chào cả nhà nhá, mọi người ơi. Đây ạ, à, Dung quay một vòng cho các chị xem mấy cái mẫu quần mới này, quần và áo mới. Ấy, hôm nay chị Quỳnh lại còn sắm cho em nó được hẳn một cái túi nữa chứ. Đấy. Em dùng túi đen thì hợp hơn chứ. Ừ, túi đen hợp hơn. Chào cả nhà mọi người ơi. Chào Nguyễn Nguyễn. Chị Nguyễn Nguyễn đang bảo Dung để tóc này trẻ thế kìa. À, Hương Lan ơi, mẫu nhà mình 70kg nhá bạn nhá. Mẫu nhà mình 70kg, cao 1m58 ạ. Mẫu cao 1m58, nặng 70kg. Anh bà cho em đi đu đưa đi gì mét vậy. Đấy. Dung để tóc này trẻ không cả nhà. À, Đức à, Đức nhà ơi, má quần này. Má quần này là má bao nhiêu chị quên rồi. Đi ra chị xem. Cả nhà ơi, năm nay đang hot trend cái mẫu 138. Má này là má 138 ạ. Má quần này má 138 có size từ size 10 đến size 16. Em Dung đang mặc size 12 nhé cả nhà. Chào Trang Huyền Lê. Chào em Choang. Shop bán cả túi à? Không, túi là hôm nay túi của em ạ. Túi hôm nay là biểu diễn cho nó đẹp thôi. Mông 106 vừa nha em ơi. Cái này chỉ có quần size từ tầm 60 cân nhỉ? Size 10 hoặc 60 cân. Các chị ơi, 60 cân. Em dã man nha. 60 cân cho đến 80 cân ạ. 85 cân, size 16. Không nhìn thấy hết quần. Không nhìn thấy hết quần. Đây em đứng lùi vâng. Cho các chị nha. Đây là cô Loan mà. Không được. Rồi. Mông 106 vừa nha cả nhà ơi. Quần này đang ở shop đang bán là bao nhiêu nhỉ? Quần ở shop đang bán với giá 180 ạ. À. Hàng xuất khẩu của em nhá. Hàng xuất khẩu size từ size 10 đến size 16. Cả nhà nha, chất cực kỳ luôn. Chất lượng cao. Hàng Việt Nam chất lượng, hàng xuất khẩu ạ. À. Cái này hơi mụn to cầu gỗ của em. Thôi. Mông 106 vừa nha mọi người ơi. Quần ở shop đang bán là 180.000 ạ. À. Đương nhiên mua ở trong live stream này thì sẽ có giá rẻ hơn rồi. Nha cả nhà. Cái này là có hai sọc hai bên để trông làm cho chân mình rất là cao luôn. Nhà Bảo Quân đang bảo bạn này béo mà bụng gọn nhỉ. bụng cũng vẫn có mỡ đấy Bảo Quân ạ. Chỉ có là 20 năm thôi. Đấy, chỉ có là do mặc cái dáng quần này nên nhìn bụng nó rất là gọn. Có chị nào đoán được vòng chân của em tận 64 không ạ? Đùi em là 64 đấy. Đùi em bằng eo Ngọc Trinh. Eo Ngọc Trinh có năm mấy thôi. Đứng xa ra cho chị xem dáng. Bích Hằng Nguyễn. Dung đứng kéo này ra làm gì? Ơi, không cần đâu. Đây ạ, à, má quần này ở shop đang bán với giá là 180.000. Mọi người mua trong live thì chỉ có 150.000 thôi nha. 150.000 má quần này cho em nha mọi người ơi. Có size từ size 10 đến size 16 là có nghĩa là khoảng tầm từ 60 cân cho đến 85 cân ạ. Bên em dã man đây các chị.
Ôi nhìn lên dáng đẹp cực kỳ luôn cả nhà nha. Hàng này là đang là hot trend đấy ạ. Còn áo áo bò này thì có những size gì không anh ơi? Anh xem chị hàng mới không? Có một size L thôi ạ. Size L này khoảng 6, áo thì khoảng độ tầm 60 đến 65 cân vừa ạ. 70 cân vừa. 60 đến 70 cân nha mọi người. Áo thì 60 đến 70 cân vừa, còn quần thì từ 60 cho đến 85 cân. Em đang bán ở shop với giá là 180.000. Hôm nay em bán ở trong livestream còn 150.000 nha. Quần này là chất như kiểu chất cát hàn nhỉ? Hàng. Chân này, quần này không phải là chất thun đâu nha mọi người, nó là như kiểu cát hàn. Không, không phải quần thun nha cả nhà ơi, quần này là quần như kiểu là nó là hàng xuất khẩu, không phải là quần thun nha. Nó dạng vải này nó giống như là may quần Âu ấy, nhưng mà nó may dáng này thôi cả nhà nha. Chất quần nó là như là vải để may quần Âu, thế nhưng mà nó làm dáng suông nha cả nhà ơi. Cái vải nó có rất ok Thanh Nguyệt Ly. Vải quần nó có độ rủ rất là đẹp luôn. Mà cái phần cái cạp thật sự là cái quần này em cái cạp em này làm xuất sắc luôn các chị ạ. Cạp nhìn lên nó đúng dã man luôn nha. Liên Nguyễn ơi, chắc là hôm nay hàng đi rồi nha Liên Nguyễn ơi. Thật sự là nếu mà các chị nhìn Thanh Nguyệt Ly một quần. Cái nhược điểm là chân mình có đùi nó đùi to. Cái phần đùi nó rất to thì mình có thể mặc em quần này nha. Dáng quần này đang là rất là hot đúng không? Và em dung em kiểu em rất khó mặc quần ấy. Thật sự mông 100 eo, mông 115 eo, 100 thì có nha Vicky Ngô ơi. Anh ấy đưa cho chị size 16 ấy, xem là eo 100 không? Vương Thỏa đang bảo chị em nhà mình đùi như cây chuối. Chị Quỳnh em dung nhỉ, đúng rồi. Đúng rồi em ơi. Đùi to thì nên mặc cái mã quần này nha. Hàng này là hàng xuất khẩu của em, không phải là hàng xưởng may ở đây nha mọi người ơi. Nên là chất mọi người em yên tâm cho em là dáng đẹp. Size 16 dung đo chị nào. Mộng eo 100 chắc là ok đấy ạ. Ok. Ok yêu lắm bánh ngọt nha. Tối lắm chị giơ quần lên em xem đi ạ. Ok. Tối ạ. Ừ tối, yêu lắm bánh ngọt. Chắc là cái phần dưới người ta để mời mình là không men. Ừ. Cả nhà chờ tẹo em Dung sẽ giơ cho mọi người xem yêu lắm bánh ngọt một quần này. Eo xinh thế nhưng mông to quá nên không dám mặc. Bảo Trâm ơi, eo 100 vừa nha. Eo 100 có eo 100. Quần 150.000, sale còn 150.000. Chị ơi, cái quần này nếu mà mông to thì mông to mặc đẹp chứ là Bảo Trâm. Bảo Trâm thanh quen luôn đi. Cái này mông to mặc đẹp mà. Mông to mặc mới đẹp luôn đi. Eo 115 thì không vừa rồi Kim Trần ơi. Eo 115 không vừa nha. Túi mình sách bán là chị. Túi sách không bán em ơi, túi sách là chị mua về để cho em Dung đeo cho nó đẹp thôi. Cái mông to mà nó đẩy được cái phần này lên thì cái eo của mình nó giảm đi rất nhiều nha các chị. Ok. Các chị đừng so nha. Vinci Ngô một quần size 16. Quần chỉ sẽ, hôm nay mua trong livestream hàng mới về của em nhưng mà vẫn sale nha mọi người. Sale vào 150k em xin 500k. Ôi chị cháy hết của mày ạ. À, chị không bán túi em ơi. Ok Vinci Ngô một quần này. Túi đẹp không ạ? Vi Duyên. túi này chị mua trên Shopee đi em ạ. Đây nha mọi người ơi, quần này có eo tầm từ 80 nhỉ. Quần có size eo từ 80 cho đến 100 luôn ạ. Bảo Trâm tại mông to bè ngang ra chứ nó không cao lên. Hôm nào qua cửa hàng thử đi Bảo Trâm ơi. Thật sự là em này em thấy là những cái người là cái hông to mới nên lấy em này này. Đúng rồi. Thật sự luôn. Mọi người ơi, cái chất quần này không phải là chất thun nhá mọi người. Đây em để gần này cho mọi người xem này. Nó là chất giống như để may vải, giống như để may quần Âu ấy. Thế nhưng mà nó là may dáng này thôi. Nha, em để gần cho mọi người xem này. Đây này, cái khóa nó làm móc cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Nên mọi người yên tâm nha, hàng đẹp chất lượng luôn. Hàng này là hàng xuất khẩu, không phải hàng may ở đây nên là lên form dáng chuẩn cực kỳ luôn nha mọi cả nhà. Quá đẹp luôn ạ. À. Em sale còn 150.000, ai lấy quần thì comment hộ em quần suông nhá. Ai lấy quần thì comment hộ em quần suông này mà cả nhà này. Vinci Ngô, ok Vinci Ngô nha. Chị nhìn thấy Vinci Ngô có. Ok Vinci Ngô này. Anh Trần Hồng Quân có comment nữa sao?
Cả nhà ơi, ai lấy quần thì comment của em quần suông nhá. Size tầm từ 60 cân cho đến 85 cân luôn. Nếu mà là một bạn trẻ trẻ nào đang xem em thì thật sự là nếu mà em này nhá, các bạn nên mặc một cái bra xong một khoác một cái áo ra ngoài. Đúng rồi, đẹp thì luôn. Lên thì không tắt luôn ạ. Cái này quần dáng quần này là đang rất là hot ở bây giờ đấy ạ. Quá là hot luôn nè, em nhìn thấy em phải vô luôn. 150.000 thôi. Ok đi Chingo này. Hà Ba Ha Toho. Ok Hà nha. Hà này. Hà Ba Ha Toho. Một quần ok nha mọi người. Quần này có một màu đen thôi. Quần này có một màu đen nha. Cái quần lên cạp này trên rốn một tí nha các chị. Đúng rồi, quần này cạp trên rốn lên nên là mọi người yên tâm. Quần 150.000 ạ, 180.000 sale và 150.000 trời ơi, mặc lên eo nhỉ. Áo em áo này của em thì là em áo này em có size từ 60 đến 70 cân nhá mọi người. Ai thích áo jean này, áo này áo jean co giãn nhỉ, 60 đến 70 cân vừa. Em bán ở trong line thì cũng còn 150.000 thôi. Nghĩa là 300.000 được một cái bộ sang chảnh như này nhá mọi người. Thật ra là nói em quần này mà là bảo là làm nhau con là quá size và làm đùi thon. Đúng rồi, cái này làm đùi thon. Chuẩn luôn. Đùi dã man luôn các chị ạ. Nhìn dung mặc này chẳng ai nghĩ là dung đùi to cả. Có Becky không chị? Tim ít có em ơi, có Becky nha. Em dung ơi, dung qua mẫu chị nè. Ai lấy quần suông này thì comment của em là mã quần suông nhá. Mã quần suông em sale vào 150k áo trắng. Áo trắng là hình dài không đến chút đằng áo trắng. Tim ít có áo jean nha. À quên, có áo Becky. Quần này quần suông rất là hot hot trend bây giờ nha mọi người ơi. Ai lấy comment để em quần suông. Em qua mẫu nha mọi người. Em qua mẫu đây ạ. Cái này thì hơi lỗi rồi. Cái quần dùng mặc thì dùng dở, cởi ra xong rồi. Cái này không vừa đúng không? Đó, 12 mà. Em qua một mã quần nâu suông đã nha. Quần nâu suông đã. Em qua một mã quần nâu suông cho mọi người. Mọi người chờ em một chút ạ. Thế chị cho em một quần suông eo 83 mông 165 cân. Ok nha, Bảo Trâm. Bảo Trâm này. Bảo Trâm chắc là mặc size mông 100 thì mặc size bằng dung nhỉ? Bảo Trâm mặc size 12. Ok Bảo Trâm nha. Cái quần vừa xong á. Bây giờ làm này. Xem cái chi tiết này, các chi tiết rất là xịn sò luôn nhá. Bên trong này, bên trong quần này mọi người ơi, mua hàng xuất khẩu nó khác hẳn với cả hàng xưởng ở đây. Mọi người có thể nhìn thấy không ạ? 220 một cái quần như này quá là chất lượng luôn. Quá là chất luôn đấy mọi người ạ. Đây quần này. Riêng cái lót của nó đã đủ thấy đẹp rồi. Mọi người mua hàng của nhà em thì cứ yên tâm chất lượng nhá. Quần này ở đây và em đang bán ở shop là 220, em có size 10 đến size 14. Size 10, 12, 14 này. 220 và em bán còn 190. 220 bán còn 190 nha. Nàng nào mà thích quần Âu, cần tìm quần Âu này. Từ 60 cân cho đến 75 cân vừa cho em. 60 đến 75 cân nhá. Mã Becky này là
mã 134. 134 dùng chị để chị xem là có màu, có nhiều màu đấy, màu xanh, màu cam, màu đen. 134 dùng đang mặc size 10. Còn Becky này có nhiều màu ạ. Becky này em đang bán ở shop giá là 250.000. 134 màu mặt đang rơi hơn gì. Đây ạ, cái 134 này có rất là nhiều màu luôn. Có nhiều màu và form nó cũng rộng rãi các chị nhá. Nhiều màu form rộng rãi thoải mái, size 10 là cũng phải tầm 75 cân nhỉ luôn nhỉ. Vâng, size 10 là 75 cân. Có là đẹp đấy ạ. Bụng 95 mặc size gì? Bụng 95 mặc size size 10, size 12 ạ. Nếu mà bọn em đang mặc bụng 95 mà size 10, size 12 nha các chị. Đúng không? Bụng 95, size 12 đi. Được. Cái này size 10 Dung mặc rất là rộng. Mã 134 ạ. 134 là mặc size 10. Ô, chỉ có một chiếc thôi ạ. Màu đen. Màu đen chỉ có một chiếc thôi mọi người ơi. Tay em Dung không nặng vậy ạ. Màu đen này chỉ có một chiếc thôi nha cả nhà. Màu đen có một chiếc, ngoài ra thì có màu xanh, màu kẻ. Xanh kẻ và cam. Mà mấy cái màu kia đi. Cái này mình lại tưởng xanh, có nhiều xanh, màu xanh, màu kẻ. Becky là Becky công sở nha em ơi. À, Bích Hằng Nguyễn hỏi mã 137 lúc nãy. Mã 137 lúc nãy. Mã 137 mà eo bụng 95. Mã 137 bụng 95 mặc size này. Size size xem 137. Mã 137 mà bụng 195 thì mặc size 14. Cái này quan trọng là đùi bao nhiêu hả em ơi? Ít hàng Nguyễn ơi, đùi bao nhiêu? Becky này là mặc Becky này, Becky công sở đấy em ơi. Quy Vi bảo tiếc quá không có size em. Đâu? Như này á? À. Mọi người chờ mình một tí nhá. Đây được mày thay cái màu quần màu còn nhiều ấy, thay màu đen. Thanh Mai lấy một quần tây size 65 cân. Anh chưa lấy giấy kiểm cho Quỳnh Quỳnh. Đưa rồi. Đùi em nhỏ không sợ. Ok Bích Hằng Nguyễn, nếu mà Bích Hằng thế thì em lấy mã này đi em ơi. Bích Hằng Nguyễn bụng 95 mặc size 14 để chị đo xem nào. Lấy cái này. Bích Hằng Nguyễn bụng 95 mặc size 14 em ạ. Màu này lên xinh lắm các chị này. Có mấy màu này, màu xanh tím pha này. 45, 46 nhân 2 là bao nhiêu nhỉ? Là 90 đấy đúng không? 92. Bích Hằng Nguyễn ơi em lấy size 14 nha. Thanh Mai lấy một quần tây size 65 cân. Lấy quần tây là mã 137. Thanh Mai là mã 137. Thanh Mai mã 137. Ok nha Thanh Mai ơi. Oanh ơi hết mực rồi. À không phải đâu. Ok Thanh Mai một quần này. Ok Thanh Mai một quần size 65 cân thì em mặc size 10 nhá. Ok Bích Hằng Nguyễn này. Bích Hằng Nguyễn cũng mã 137 size 16. Ok Bích Hằng Nguyễn nha. Trời ơi mọi người, hôm nay lên quần đẹp cực kỳ luôn ấy mọi người ạ. Đây ạ, mã Becky này của em. Mã Becky có size 10, size 14, size 18. Trời ơi, quần Becky gọi là siêu to luôn ấy. Nay có lại áo không chị ơi? Chị có kết hợp áo nha em. À, Thanh Thủy Nguyễn ơi, quần không có giãn nàng ạ. Quần tây này là không có giãn. Chất này là chất không có giãn, thế mà quần Becky thì có giãn nhẹ chị ơi. Quần không có giãn. Đùi là bé ạ. Ống bé ạ. Côn đi. Quần này quần ống côn rồi. À, sao nó bé nhỉ? Không nhiều bé mới bảo được. Cả nhà ơi, mã 137 thì cái ống chân nó hơi nhỏ. Thế thôi vậy. Đây mặc sang mã này. Em qua một mẫu khác đấy nhá. Phương Thủy Nguyễn. Quần có co giãn không em? Vi Lê. Quần nào? Mã quần Becky ghi giá ở shop là 200 mấy nhỉ? Mã quần Becky này ở shop em đang bán với giá là 250.000. Và trong livestream này em cũng chỉ bán còn 201 thôi nha mọi người ơi.
dáng baggy quần rất là xịn sò luôn. Cái baggy này em có size khoảng tầm từ 80 cân ý. Cái này phải đến tầm 80 cân cho đến 110 cân luôn. 75 cân đến 110 cân cho em nhé mọi người ơi. Cái này là màu xanh than nhé mọi người. Không sao em mặc được, Bích Hằng Nguyễn bảo không sao mặc được này. Cả nhà ơi, Becky này là 250.000, sale còn 210.000. Vừa bảo 210. 250.000 sale còn 210 nha mọi người ơi. Đây này, cả nhà nhìn này, phía đằng sau quần này. Đằng sau quần nó may rất là đẹp, chun rất là đẹp. Đằng trước là buộc nơ nha mọi người. Đùi thoải mái. Đùi thoải mái luôn. Này, cái phần may nó rất là tinh, rất là tinh luôn. Ở phía cạp ở bên trong nó còn có một cái đường, có cái đường gọi là gì nhỉ, cái đường viền ấy, rất là xịn. Misa hôm nay chị khờ, chị like áo ít thôi em nha. Hôm nay like quần là chính. Đây là em qua thêm một cái hãng quần mới nữa này. Mấy cái mã quần này đây ạ, quần này mã đẹp quá. Còn cái chỗ ngoài nào cũng phải sát cho mọi người xem. Mã quần này là mã 135. Mã quần này là mã 135 nha mọi người ơi. Mã 135 ạ. À. Quần tây nha, mã 135. Trời ơi, xinh cực kỳ đây. Em để sát cho mọi người xem. Đây là mặt sau nhá. Mặt sau của nó là xinh như này này. Đây mặt trước đây ạ. Mặt trước nó như này này cả nhà này. Mã này là mã 135 nhá mọi người. Dung nam mặt size 14 nhá. Mã 135. Mã 135 này em đang bán ở shop là 220.000. Mã 135 em bán là shop là 220.000. Có size từ 60 cân. 135 này có size từ 60 trung tâm mặc 14 ạ. Mã này em chỉ có size dưới bông dưới 100 thôi nha mọi người ơi. Quần này ống hơi 77 một chút nhá. Ống này hơi 77 ạ. Ống nó chỉ hơi vẩy một tẹo thôi nha, mặc lên thon rất là đẹp. Nhưng mà cái này thì mông dưới 100 là vừa thôi mọi người ơi. Nghĩa là khoảng tầm 70 cân vừa. Quần này dưới 70 cân vừa cho em ạ. 70 mà chị nào cái phần trên là to bằng cái đấy. Đúng rồi, quần này dưới 70 ký vừa cho em, quá đẹp luôn mọi người ơi. Đang bán ở shop là 220 và mua trong livestream thì đương nhiên nó chỉ còn 190.000 nữa ạ. Đương nhiên là nó chỉ còn 90.000. À 190.000 là 90.000. Em quần này cho các chị nhìn phần cạp nha các chị. Đây là cái phần cạp là hiệu dã man luôn này. Các chị có nhìn được không nhỉ? Chị có thể lấy cho em các quần 135. Thanh Mai lấy quần 135. Đây. Đây em lấy nét vào cái đây quần đó. Ở dưới này để cho mọi người nhìn nhá. Cái này dưới 70 cân vừa cho em. Mã 135 ạ. À. Mông dưới 100 cho em nha các chị. Mã này sale còn 190.000. Thanh Mai mã 135 này. Đây nha cả nhà ơi. Hôm nay mọi người nhìn thấy chất lượng hình ảnh có ok không ạ? Ok, Thanh Mai lấy mã 135 ạ. Quần 220 em sale còn 190 nhá. Rồi, mã này quá đẹp luôn ý mọi người ạ. Chất thì đẹp thôi rồi luôn. Anh ơi cái này lỗi rồi nhá. Quần ạ. Mã 135 này, mã 135 mông dưới em sẽ có size từ 60 đến dưới 70 cân thôi ạ. Cái này dưới 70 cân thì vừa cho em này. Cái phần túi nó xinh không ạ? Đấy. Cái nào lỗi thì phải bỏ ra ngoài luôn cho chị. Quần quá đẹp luôn nhá mọi người ạ. Đùi chị tầm dưới 62 lại cho em nha các chị. Đúng rồi, đùi dưới 62. Mông 105 có vừa không? Mông 15 không vừa rồi. Đây là nhiều bạn Quỳnh Anh Nghiêm. Mông 105 thì không vừa rồi. Quần ngố vải có màu khác nữa không ạ? À, 103. Mông 10 mấy? 105 mà. 103 chắc không đầy đúng. Mông dung là 103. Cái này lên là 103. Ờ, để em đo mông em dung xem bao nhiêu nhá. Em dung mông 103 đấy ạ. Em mông em dùng 103 nhưng mà cũng hơi chật chật tí đúng không? Nếu mông này tầm dưới một Phan Trà ơi mà tầm quần này không giãn ạ. Các chị kinh nghiệm hàng công sở. Quần lâu hàng công sở. Nên lấy những cái chất nào mà không co giãn thì lên là mới đúng được. Lên form mới đẹp được. Còn các chị nếu mà muốn mua mà kiểu co giãn thì nên mua chất dinh. À
Bích Hằng đùi có 58 thì ok. Bích Hằng Bích Hằng Nguyễn ơi, nhưng mà mã lúc đấy Bích Hằng Nguyễn là lấy mã khác đấy, không phải mã này đâu. Lúc đấy Bích Hằng Nguyễn là mã 137 là quần này. Bích Hằng Nguyễn là lấy mã 137 là quần này này. Là đơn giản hơn. Mã 137 hôm nay chị bảo sale còn bao nhiêu nhỉ? Mã 137 có 490 đúng không? Mã 137 220. Cứ 220 sale còn 190 nha. Bích Hằng Nguyễn ơi, em mã này mã khác với mã lúc nãy em lấy đấy em ơi. Đây là mã 135 ạ. À. Lúc nãy là mã 137. Cái này cũng 190.000. Ok, Bích Hằng Nguyễn lấy cả 135 137 luôn. Bích Hằng Nguyễn lấy cả 137. Nói chung là nếu các chị chọn của lâu, các chị cứ chọn lên form mà không có dáng giúp em, và cái cặp nó làm của em như thế này này. Eo quá đẹp luôn. Đảm bảo là nó đẹp ạ. Nhưng nếu mà cặp chun mà lên quần Âu là xấu chứ chị ạ. Thạch Tuyền hỏi là ok Bích Hằng Nguyễn nha. Thạch Tuyền hỏi áo rộng màu trắng cho mình coi. Áo màu trắng Thạch Tuyền bao nhiêu cân nhỉ? Chị ơi, nếu mà cái này các chị tầm 70 cân, 75 cân là mặc đẹp. 75 cân sợ trần vai. Cái này khoảng tầm 70 ạ. Tìm áo luôn, chị mặc luôn áo này. Ok, áo này mặc quá đẹp này. Cả áo này khoảng tầm 70 cân vừa cho em nhá. Đây ạ. 65 đến 70 cân thôi đúng không ạ? Mà áo này khoảng 65 đến 70 cân vừa em. Hôm nay hầu như là nếu mà kết hợp với cả quần Âu thì bên em sẽ kết màu trắng. Đúng rồi. Áo mà áo này là hình như em còn một cái. Áo này em còn một cái thôi, khoảng tầm 65 đến 70 cân. Em sale còn 150.000 áo nhá. Áo ai lấy áo sơ mi trắng thì comment giúp em. Sơ mi trắng thì comment giúp em luôn này. Sơ mi trắng này em sale còn 150.000 thôi. Ai lấy sơ mi trắng này thì comment hộ em sơ mi trắng. Ai lấy áo này thì comment hộ em sơ mi trắng này 65 đến 70 cân vừa. Giá sale còn 150.000 thôi ạ. À có tay rộng chút không? Chị hỏi có cái tay rộng hơn. Thạch Tuyền bao nhiêu Thạch Tuyền là chị Thạch Tuyền bao nhiêu cân nhỉ? Dung ơi, Dung qua mẫu hộ chị với. Đây này. Đây có mẹ áo này tay rộng, Dung thử luôn mẹ áo này luôn. Em qua mẫu nha mọi người ơi. Mỹ Linh Nguyễn mông 122 không vừa rồi nàng ơi, mông 122 thì lấy cái này.
Cả nhà ơi, mã quần này của em nhá. Mã quần này của em có đai để thít này. Mã quần này của em có đai để thít to nhỏ khác nhá. Trời ơi, xịn sò luôn. Đây ạ, quá đẹp này mọi người. Dáng bếp đi ạ. Quần này là 250.000. Xinh chưa đúng rồi. Đấy, 250k có một cái mẫu khác, mã khác để chị cầm đơn cho các cái này xem cho em mặc được cỡ tốt. Ờ, thế thôi, ra mặc cửa dốc tốt đi. Chị sẽ thay cửa dốc, các cái đen. Đâu Dung ơi, anh đưa chị một cái mã như thế. Mặc chân dài cực, đấy. Quần này quá đẹp. Hôm nay Vích Châu Nguyễn cho chị xin số đo đi. Tại vì em hỏi là có sai em không thì chị không thể biết được số đo của em là bao nhiêu ấy. Hôm nay không còn dăm em ơi. Để trong nhà. Châu Nguyễn một. Đây cả nhà ơi, má quần này quá xịn sò luôn này. Em chỉ có 6 cái thôi nhá. Em chỉ về được có 6 cái thôi ạ. Mã này là mã 136. Mã 136 này có size 6, size 8, size 10, size 14, 16. Dung mặc size mấy đấy? 14 lại rộng quá, Dung mặc size 10 thôi. Cả nhà nha, mã quần này quá đẹp luôn ạ. Chị chủ nhìn hiền quá. Cảm ơn Hà Anh Minh. Trời ơi, chị hiền thật mà. Không cần phải nhìn nhìn hiền mà tính cũng hiền thật đấy chứ. Đây nha cả nhà ơi, mã quần này của em là mã 1. Mã quần này là mã 136 cả nhà nha. Mã 136 này. Trời ơi đẹp cực kỳ luôn ấy mọi người ạ. Lên dáng lên phao cũng đẹp nha, dáng Becky ạ. Em có size từ 60 cân cho đến 80 cân luôn. Chị thấy em mix lại nó lên hẳn 60 đến 80 cân luôn nha mọi người ơi. Đây. Khóa đồng này, khóa đồng xịn sò này, hai bên cạnh nó là như này. Đấy. Cái này mình có thể rút ra rút vào để tăng giảm cái độ eo của mình nhá. Má này là má 136 nhỉ. Má 136 có size từ tầm 55 cân cho đến 55 đến 90 cân ạ. 55 đến 90 cân má 136 này. Cả nhà có nhìn thấy rõ em Dung mang mặc cái dáng quần như nào không ạ? Đấy. Đây nha cả nhà ơi. Đây ạ, bên cạnh này. Bên cạnh quần này. Cạnh quần là nó như thế này. Đúng là phải giải ra chụp cơ, chứ còn dơ lên là không thể thấy được hết độ đẹp của nó. Má quần này quá xịn sò luôn. Dáng bếp đi nha, Dung đang mặc size rộng rồi. Đây ạ. Chị thoảng giá ở đây này. Vì là người ta thử cái buổi xem chung luôn. Đây nha cả nhà ơi. À, mọi người có nhìn cái nhìn nó được không nhỉ? Hình như là hơi tối thì phải. Đây em lấy nét vào đây để cho mọi người nhìn kỹ được cái quần này nó hay ho như thế nào nhá. Đây ạ, bên cạnh sườn của nó là cái này này. Mã này là 250.000 ạ. 250.000 mà em cũng sẽ sale ở trong livestream này còn 220 thôi ạ. 250.000 sale còn 220 ở trong livestream nha mọi người ơi. Bên mặt trong của nó quá là xịn luôn rồi. Tag mát đầy đủ. Đây ạ. Mặt sau này, em Dung dáng quần thì là em Dung đang mặc đây nha mọi người. Đây, dáng Becky em Dung đang mặc cái này size mấy mà rộng thế? Size 14. Size 14 à? À hình như không có size 12. Cái này lại không có size 12. Mã này là mã 136, ai lấy mã 136 thì comment giúp em nhé. Ai lấy mã 136 thì comment hộ em ạ. Quần Thạch Tuyền 75 quân cân. Hà Anh Minh ơi, có quần kaki nha, quần kaki có rất là nhiều luôn. Thạch Tuyền lấy mã 136, ok Thạch Tuyền nha, thank you Thạch Tuyền. Thạch Tuyền mã 136. Trời ơi, quần này đẹp dã man luôn, sale còn 220.000 ạ. 250.000 sale còn 220 trong livestream thôi, mua ở trong livestream của em bao giờ cũng rẻ hơn được 10-15%, thậm chí có những mã còn 30-50% luôn đấy cả nhà.
nên là mọi người cứ thoải mái đi, chắc chắn là hàng nhà em nó sẽ vừa ngon vừa bổ vừa rẻ. Tại đây các anh có thêm chị ạ, các số thứ 3, thứ 5, thứ 5, thứ 5, thứ 5, thứ 5, thứ 5, thứ 7 lên xem live nhà Sai Plus thì kiểu nào cũng kiểu gì cũng sẽ săn được hàng rẻ. Ngày mai đang được ăn cốt à, Vân Anh Nguyễn đang bảo là chị bảo Dung mặc áo chị vừa cầm đi, cái áo chị vừa cầm đấy. Tí nữa nha em ơi, Vân Anh Nguyễn lúc đấy xem trong buổi mã 136 ạ. Mã 136 nha cả nhà ơi, ai lấy thì comment của em mã 136 này, em Dung chuẩn bị qua mẫu ạ. Đây nha mọi người, mã 136 quá đẹp luôn, tốn tiền lắm ạ. À, Phương Thủy Nguyễn. Phương Thủy Nguyễn ơi, nhưng mà quần đẹp thật sự đấy em ạ, quần chất lượng cực kỳ luôn ấy, nhìn ưng luôn. Mà thật sự là cái sắm cái quần dài mà được quanh năm các chị ạ. Đúng rồi. Thế là nó không tốn hơn một tí nào đâu ấy. Siêu quần. Rồi Dung đứng dùi lên để cho các chị xem được cái cạp. Đây ạ. Cái cạp đây nha các chị, cái phần mà để điều chỉnh nhau đây này. Đây ạ, cái phần để điều chỉnh nhau nhau mình đây này các chị này. Đây nha. Đây ạ, cái khóa này, khóa xịn xò. Dáng này là dáng bét duy. Cái size 12 thì em không có, size 12 khoảng tầm 7 cân. Đây em chỉ bạn ấy đang bảo Dung mặc cái áo này. Áo này em cũng sale nha mọi người ơi. Hôm qua em vừa lấy 2 chiếc xong giờ lại về tiếp Phương Thủy Nguyễn. Đúng rồi em ạ. Sáng á quần về đợt này về mấy trăm cái cơ. Ô Dung, ok Dung ơi, Dung qua mẫu hộ chị với. Đợt này về toàn mẫu to thôi. Mã 133 lúc đấy là chưa lên hay sao? Mã 133 đen hồng đỏ, đen hồng đỏ. Đây ạ, à, tiếp theo em sẽ lên một mã nó hơi vẩy vẩy một chút nhá. Nào mà thích dáng vẩy vẩy không ạ? Đen hồng đỏ. Đây ạ, à, quần này em có 3 màu này. Cũng là hàng xuất khẩu xịn sò luôn của em. Size 2, size 4, size 6. Cái này có size 2, 4, 6, 10, 12, 14. Màu đen có từ size 2 cho đến size 14. Đây này size 14 này. Anh ơi, cái mã 133 này sao không lấy size 12 để các Dung mặc nhỉ? Đây ạ, à, mã 133 ống hơi vẩy một chút. Đây cả nhà ơi, tiếp theo là em sẽ lên mã 133. Mã 133 này em có 3 màu này, màu đỏ, màu hồng dâu và màu đen ạ. À. Mã 133 này là ống nó hơi vẩy một chút, ống nó hơi vẩy vẩy. Trời ơi, toàn quần nâu đẹp luôn mọi người ạ. À. Cân.
đỏ tươi à chị? À hai Minh ơi, đỏ này không phải đỏ tươi mà đỏ này là đỏ đỏ son ấy. Đỏ này là như kiểu đỏ son của cái đỏ này là đỏ son không phải đỏ tươi em yêu ơi. Đúng rồi Phương Thùy Nguyễn ạ. Tại vì là quần nhà chị là quần hàng xuất khẩu nên là nó may rất là chuẩn, form cực kỳ chuẩn luôn ấy mọi người mặc. Nhung Nguyễn Hồng Nhung ơi, cái này 72 cân em cao bao nhiêu nhỉ? 72 cân nhưng mà thì em khoảng tầm 1m55-56 thì sẽ ok. 72 cân mà em 1m55-56 thì ok em nha. Đây ạ. Dung ơi, Dung đứng gần vào cho các chị xem. Đây nha mọi người, có nhìn rõ không ạ? Để em lấy nét vào đây này. Quần này làm dáng đơn giản thế này, Dung quay một vòng đi. Đấy, dáng baggy nha mọi người. Cái này em chỉ có một chiếc thôi, chất đẹp cực kỳ luôn. Dáng baggy ạ. Còn 190.000. Ai lấy thì comment của em chỉ còn một, chỉ có về duy nhất một chiếc này thôi. 1m58, 72 cân ạ. Thế thì chắc là được em ạ. Nguyễn Hồng Nhung ơi, thế thì có khi là ok đấy. 1m58 thì bằng em Dung, mà Dung bao nhiêu cân? 70 cân ạ. Nhưng mà eo Dung nhỏ. Tại vì cái nếu mà cái quần này chân là nhỏ. Hồng Nhung Nguyễn ơi, em lấy mã này không thì comment luôn giúp chị nha. Cái này bên em chỉ có duy nhất một chiếc để chị Hồng Nhung Nguyễn lấy luôn thì comment luôn cho em để em chốt cho mình nha. Ok, Dung ơi, quan mẫu ơi chị đi. Hồng Nhung Nguyễn, Hà Anh Minh, cả nhà ơi, Dung quan mẫu ghi bình luận. Chị không đưa em, chị bảo em quan mẫu. Không nha, bằng mã này rộng lắm. Sao ạ? Em Dung mặc màu đỏ ấy, nên mà có được không? Đấy, mặc màu đỏ đi, em Dung sẽ mặc màu đỏ nha. Hồng Nhung Nguyễn, ok Hồng Nhung Nguyễn nha. Dung ơi, Dung xong rồi khoảng cái quần này ra để chị ghi vì nó chỉ có một chiếc thôi nhá. Hồng Nhung Nguyễn. Quần cũng sale còn 190.000 nha. À đâu, mã vừa rồi cũng sale 190.000 nhỉ. Mã vừa rồi cũng sale còn 190.000 nhá. Chị Hồng Nhung Nguyễn rồi. Lấy ghi tên vào chị Hồng Nhung Nguyễn đấy giúp chị với. Thank you cả nhà nha. Quần này bao nhiêu cân ạ? Catherine Ngô ơi, cái mẫu vừa rồi thì bạn Hồng Nhung Nguyễn bạn ấy lấy rồi, bây giờ chị sẽ qua mẫu khác. Vâng, Catherine Ngô ạ, tại vì cái mã kia chị chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Bạn Hồng Nhung Nguyễn bạn ấy lấy rồi. Hà Anh Minh. Hà Anh Minh ơi, mọi người nàng em lấy mã có phải hỏi cái mã quần lấy không nhỉ? Tự nhiên không nhớ Hà Anh Minh là hỏi cái nội dung gì. À đỏ tươi. Hà Anh Minh ơi, để em Dung em ý sẽ mặc màu đỏ cho em xem nhá. Đỏ đấy là đỏ son em ạ. Chào chị Thu, hello chị Thu. Xin chào chị Thu nha. Ơi, chị không sale cái lúc nãy á, 190 em ạ, 190 đúng không ạ? Ghi vào đấy cho chị luôn nhá, chị Hồng Nhung Nguyễn cái mã đấy. Cả nhà ơi, quần nhà em là chuyên hàng quần xuất khẩu nên là lên form rất là đẹp luôn mọi người ạ. Lên form đẹp, chân dài chứ không phải là hàng may ở đây, nên là mọi người yên tâm là dáng cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Nó khác hẳn với cả quần hàng xưởng may nhái ở đây á. Em nói thật đấy mọi người ạ. Nên là mọi người yên tâm cho em. Mọi người yên tâm về chất lượng và kiểu dáng. Dáng kiểu thì cũng đã đẹp rồi, nhưng mà dáng thì gọi là quá chuẩn chứ không phải vừa. Ui đẹp thế này. Đây ạ, cái này là hơi có hẳn hai cái gì? Chị này có hẳn hai cái. Thế á? Đâu màu đỏ này. Nhờ màu đỏ này có hai chiếc này. Màu hồng thì lại nhiều. Màu đỏ này em chỉ có hai chiếc thôi ạ. Dáng quần nó hơi vẩy một chút đấy ạ. Cả nhà có nhìn thấy không ạ? Mỹ Linh Nguyễn, màu chị quần mẫu chị đang cầm. Mẫu chị đang cầm có 3 màu nha em. Chị quần em ở phía đang ngắn ngắn thôi. Hả? Đâu chị xem nào. Dài mà, chân dài nách thì kia còn gì nữa. Chắc là do mắt em. Do mắt em lúc nào nó cũng đòi chân nó dài. Đời thăm nơi sao cái áo này rộng này. Áo này có đủ size của Dung mà. Đây nha mọi người ơi, em Dung mặc áo này. Áo này em cũng sale luôn cho cả nhà xem này. Đây, áo này em Dung đang mặc hơi bị rộng một chút, nhưng mà em sẽ có đủ size từ tầm 65 cân cho đến 90 cân cơ. Đây nha mọi người ơi,
Đây ạ, màu màu đúng của nó là như này này. Quần này là mã 1. Quần này là mã 133. Có 3 màu cho em nha các chị. Có 3 màu, màu đen, màu hồng và màu đỏ. Em Dương đang mặc màu đỏ, dáng nó hơi vẩy một chút nha, chất chơi người rơi cho em. Đây ạ. Màu hồng, màu đỏ và màu đen. Có Mỹ Linh Nguyễn là cho eo 95 115 105 đùi 63 mặc size bao nhiêu chị? Cu Lemon. Cái này nếu mà mông 105 mông 105 eo 95 thì mặc cái size Dung đang mặc vừa không nhỉ? Cái Dung đang mặc là size 7 đó. Cái này thì tầm em rồi. Thế không biết. Mã 133 này nếu mà thế thì em mặc size 12. Cu Lemon mặc size 12. Cái này size 10 đấy. Ừ. Đây, Dung đang mặc size 10. Áo quần này 220 em sale còn 190.000 nha mọi người ơi. Chất đẹp cực kỳ em nói. Em cho cái chất này gọi là chất gì nhỉ? Chỉ biết là chất đẹp thôi, không biết nói chất. Có 3 màu ạ, màu đỏ, màu hồng và màu đen. Cả nhà nha, màu đen thì em có size từ tầm 50 cân luôn đấy ạ. Màu đen em có size từ 50 cân cho đến 80 cân. Màu hồng thì em có size từ 55 cân cho đến 80 cân luôn. Màu đỏ thì em chỉ có 2 chiếc, size 10 và size 4. Size 10 thì có 1 chiếc duy nhất. Bao nhiêu tiền? Quần 133 giá sale còn 190.000 ạ. 220 sale còn 190.000 thôi nha mọi người ơi. Cái này mọi người bao nhiêu cân thì mọi người cứ comment là em mã 133 này em sale còn 190.000. Em đảm bảo mọi người mua ở trong hàng, trong like của em thì bao giờ cũng giá rẻ hơn. Nên là mọi người cứ comment đi ạ. Xong rồi ngày mai em sẽ check lại rồi em sẽ trước khi gửi đi em sẽ chốt đơn. Ok, Lưu Thùy Dung mã 133 đen size 75 cân. Quần đẹp. Lưu Thùy Dung. Quần này Lưu Thùy Dung. Lưu Thùy Dung. Oanh ơi cho chị cái bút khác thì cái bút này nó ok. Thật Lưu Thùy Dung nha, 133. Đen một sale còn 190.000 thôi ạ. Có màu nào mà ống đừng rộng quá không có chị ơi? Ống đừng rộng à? Ống đừng rộng thì có những cái mẫu quần Âu rất là ok mà. Thùy Linh, Mỹ Linh Nguyễn là bao nhiêu ký nhỉ? Thùy Dung. Thùy Dung lấy size 75 cân thì sẽ là mặc size 14. Cái đen này chị đang Dung đang cầm là size bao nhiêu đấy? Đen này mặc là size 14 đấy. 14 to thế á? 12 thôi. 12 không có rồi. Size 10. Tùy eo, nhưng mà chị không biết chị eo thì như nào. Size 10 một chiếc, size 6 tận 5 chiếc, size 6. Lấy màu nào? Chị lấy màu đen. Thùy Dung lấy màu đen. Em 99 mông 122 Mỹ Linh Nguyễn. Mỹ Linh Nguyễn ơi, nếu mà mông 122 thì lấy màu đen này này. Đây không, chị không thích ống này. Không thích ống này à? Cái vừa nãy này to đùng mày không mặc vừa. Đâu em nào nhỉ? Có em ơi. Nếu mua 122 thì lấy cái này này. Cái giá Becky có được không em? Mỹ Linh Nguyễn ơi, mà giá Becky được không? Đây cái Becky này là ống nó không bị rộng mà phần trên nó dáng Becky thì chắc là em biết rồi đúng không Mỹ Linh Nguyễn? Rồi ok Dung ơi, Dung trao lại cho Dung qua mẫu chị. Áo em cũng sale nha mọi người ơi, mà áo này em sale ạ. Mà áo này em đang bán ở cửa hàng là 200.000. Hôm nay em nếu mà ai mua trong livestream thì em cũng sẽ giảm giá còn một đây còn 160.000 thôi ạ. À. Cái này em Dung đang mặc rộng nha mọi người. Cái này em Dung đang mặc rộng nhưng nếu mọi người vẫn có đủ size đấy ạ. Có đủ size tầm từ 60 cân. 65 cân chứ, 65 cân cho đến 85 cân cho em nhé. Cái này có hai màu, hai màu giúp màu em. Màu tím và màu đen. Màu tím và màu đen nha. Mỹ Linh Nguyễn mong 122 có nhiều lắm. Nhưng mà giờ này không phải ra nữa rồi. Bây giờ nó quá nhiều mẫu rồi, không thể biết được chẳng nào như thế nào nữa. Không nhớ ra nữa. Ok Dung ơi, qua mẫu chị. Cái gì? Anh nhiều mà. Anh ơi đó. Hôm nay chuẩn bị lên cái gì cho chị rồi. Đây, mã này. Mấy cái ở phía dưới. Đây, dưới. Mã này là mã 139. Cái này là lẻ à? Hay như nào? 139 đây. Có 3 cái đấy là cái khác. Cái khác. Đây, có 3 mã 139 ạ. À. Tiếp theo em sẽ qua mã 139 này. À, Phương
Phương muốn xem kỹ quần tí chị ơi. Quần áo Phương ơi, Phương muốn là Phương Ruby Gravity muốn xem mã quần nào nhỉ? Như kiểu là lên quần nó hơi khó ấy, lên quần nó hơi khó vì lên nhìn nó không nhìn được. Đây, tiếp theo em sẽ đổi qua cái mã quần này là mã kiểu chất kaki giấy á. Quần này là quần chất kaki giấy nha mọi người ơi, kaki co giãn 4 chiều cho em. Mã kaki co giãn 4 chiều này. Quần ôm nha, dáng gọi là dáng chép skinny à. Skinny ạ, à, quần baggy chị ạ. Phương chật à? Size mấy đấy là size bao nhiêu đấy? Đây lấy cái này mà size 40 này. À size 8 à. Luna là size mấy? Chật bụng ạ. À? Anh ơi nhanh thay. Đây cái này size 8 này. Đây là em sẽ qua một cái mã là mã 139 nha mọi người ơi. Mã 139 của em là có màu đen và hai màu xanh. Màu đen chỉ có 2 chiếc đây này. Màu đen có 2 chiếc. Màu xanh. Mẹ chào con. Anh ơi cái mã baggy vừa lúc nãy. Anh ơi mã baggy ở chị đâu nhỉ? Quần baggy thôi rồi. Phương ơi, Phương ơi, Phương ơi, bao nhiêu ký nhỉ em nhỉ? Thôi kiểu lúc nãy mình lên mà 2 cái gì rồi. Mẹ ơi. Mẹ. Ăn kem không? Mẹ. Ôi, ăn kem không cho ăn kem không. Không được xem chỉ ăn kem lại xem ạ. Thế à, con bảo bố ấy, bố đâu? Mẹ đang bán hàng mà. Quần có quần bò mít ướt hả, quần bò hay quần bó hả em ơi? 80 cân à Phương? Phương ơi 80 cân thì có mã đấy. 80 cân thì em lấy mã baggy này. Mã 134. 80 cân thì em lấy mã 134 này em này. 80 cân lấy mã 134. Mã 134 là có màu đen thì có một chiếc à. Đen màu xanh đây. Mã 134 em ơi. Mã 134 em lấy mã 134 này. Cái này nó là màu okay. Xanh nhá. 80 cân có mã này. Ok. Kẻ hồng. Ờ. Kẻ hồng. Mã 134 thì chỉ có 3 màu như này em này. Mã kẻ này. Màu hồng và màu xanh. Có một cái màu đen nữa. 80 cân thì màu đen kìa. Đây nha các chị em lên cái quần mốt quần skinny. Skinny này có 3 màu. Vẫn chật à? Size 8 vẫn chật à? Cái bụng nó nói đúng không? Bụng bé à? Khuy bấm á? Khuy bấm. Quần sale còn 100 chỉ mã quần này là bao nhiêu sale nha? 250 sale còn 200 mấy nhỉ? Sale 250 sale còn 220 mã đỏ em ơi. Đây ạ, à, tiếp theo là mã dáng skinny này. Dung ơi dung tơi cho các chị xem này, có 3 skinny màu. Em có 3 màu này, màu đen này, màu xanh. Xanh lá cây, xanh lá và xanh tím than. Tím than. Xanh lá và xanh tím than các chị có 3 màu như em đang cầm ạ. À. Mẫu em dáng nó lên mặc như này. Ai lấy quần thì comment giúp em mã 139. Cái xanh than là xanh 2 à? Có chị nào chơi cả set cho em không ạ? Em lấy set này xinh. Ờ. Sang dã chất sang xịn mịn luôn. Cái này chắc khoảng tầm 65 cân nhỉ? Màu đen này thì em chỉ có 2 chiếc size 8 thôi. Khoảng tầm 65 cân thì vừa cho em. 65 cân thì vừa cái quần này cho em nha mọi người ơi. Màu đen thì 65 cân. Còn màu xanh thì có nhiều. Màu xanh 2 là mã nào? Xanh 2 là cái xanh rêu thì em có đến size tầm 80 cân. Xanh rêu thì em có size đến 80 cân. Còn mấy mẫu còn lại thì là dưới 70 cân cho em nhé. Màu xanh rêu thì có size đến 80 cân. Còn màu xanh tím than và màu đen thì em có size dưới 70 cân thôi ạ. Ai lấy thì comment hộ em mã 139. Hả? Comment lại thì đi ngồi trước.
xong nó nổ á, chị chẳng biết đâu. Đây đây đây, đưa chị sẽ đưa chị một cái mẫu để chị dơ cho các chị xem này. Áo bao nhiêu chị? Em lấy cả set Trần Thoa. Áo chị cũng sale nha em ơi. Áo chị cũng sale còn 160.000 thôi em ạ. Áo đang bán ở shop là 200 và cũng sale còn 160 luôn. 200 sale còn 160 nha. Cái này size từ 70 đến 80 cân. Các chị 70-80 cân vừa chẳng? Các chị cầm cái em này lên tay thôi chứ xuống mê rồi. Đúng rồi, em này chất đẹp lắm ý. Hàng xuất khẩu chứ không phải là hàng may xưởng ở đây nhá mọi người nhá. Chứ cái họa tiết này ở đây cũng có một số người, người ta nhái làm rất là nhiều. Thế nhưng mà đây là hàng xuất khẩu của em. Em sale 160, chất siêu đẹp luôn. Phải sờ lên tay em này, ôi chất sướng lắm. Quần thì sale còn 190. À đâu, quần này là 200 em sale đi. 200 em sale còn 170. Quần 170, áo 160. Trời ơi quá rẻ, một set quá rẻ luôn. Này. Đấy, đẹp quần rồi. Quần đây nha mọi người, em để nhìn cho mọi người nhìn kỹ quần này. Có 3 màu nha mọi người ơi. Màu xanh, màu đen và màu xanh rêu. Đây ạ. À, nguyên set này ai lấy cho em. Áo thì sale còn 160, quần thì sale còn 170. Trời ơi quá rẻ. Quá rẻ đẹp, chất co giãn 4 chiều skinny. 330 thôi, thật nhìn là lên mà. Sang xịn mịn, sành điệu củ kiệu luôn. Size dưới 70 cân. Cứ phải hàng hiệu ở đây phải sao nó có. Đây chả là hiệu, hàng hiệu xuất khẩu rồi. Đây là hàng hiệu nhưng mà giá thì bình dân. Đấy, thế mới tài. Hàng hiệu giá bình dân. À, Trần Thoa ơi, Trần Thoa lấy cả set này thì comment hộ chị nha. Lưu Thủy Dung. Ôi, bút viết kiểu gì không thể viết ra được. À đây rồi. Đấy thì phải bắn. Đúng lại là cứ phải mắng mới ra tiền đấy. Cả nhà nhá, ai lấy quần thì comment hộ em. Quần này là mã 139. Mã 139 giúp em nha. Hà Nguyễn Thị Thu Hà. À, cả bạn em bao nhiêu ký hả em? Nguyễn Thị Thu Hà bao nhiêu ký để chị xem. Để chị xem là có xanh. Ờ, Dung, anh ơi cái áo này nát mủ đâu hết rồi. Chị Nguyễn Thanh Thúy ơi, cái quần này chị bao nhiêu cân hả chị ơi? Okay. Em tư vấn màu cho mình nhá, tại vì cái màu của em này em hơi lung tung. Size của màu mỗi màu nó hơi lung tung thì bao nhiêu cân nhỉ? Chị Trần Thoa ok, chị ok cả set cho em đúng không chị Trần Thoa? Ok cả set này. Em cho chị cả set nha, thế là cái quần này em chỉ còn có một chiếc thôi. Màu đen này em có một chiếc, còn hai màu kia vẫn còn. Áo này còn một chiếc thôi. Áo này còn một chiếc thôi phải. Trần Thoa ok, em... Trần Thoa nha. Em còn à, Thanh Thúy không? Nguyễn ơi, em vừa quần không, em bao nhiêu ký à? Thanh Thúy Nguyễn 60 chị Hà Thu. Chị Nguyễn Thị Thu em Hà là 60. Em Nguyễn Thị chị Nguyễn Thị Thu Hà là 63 ký. Nguyễn Thị Thu Hà có 63 ký em. Anh xem cái áo vừa rồi có size nhỏ hơn không? M56 nhưng mà trai cho chị chứ mày mới thấy là sao chị biết được? Trần Thoa. Trần Thoa này chỉ có một cái. Ờ, mà áo đó là chỉ có một cái thôi cả nhà nha. Áo đó em chỉ còn dư một cái thôi ạ. Áo đó em còn dư một cái thôi nên là không có thêm nữa nha mọi người ơi. Bằng cân em nhưng bụng to hơn Thanh Thủy Nguyễn. Bằng cân em. Ờ, Thanh Thủy Nguyễn là 70 cân à? Thanh Thủy Nguyễn ủi. Chị hỏi là cái mẫu đấy không đúng size, có size không? Là có màu nào? Ừ. Ấy lại mà bảo chị Trang đưa chị Trang. Ờ, mẫu quần size em được không? Mỹ Linh Nguyễn size mông một. Mỹ Linh Nguyễn ơi, size mà mông 120 thì chị có rất là nhiều đấy em ạ. Mông 120 thì chị có nhiều này. Mông 120 ở lúc đấy có cái mã này. Có khi một mông 120 cũng vừa. Mông 120 M136 mông 120 có dáng baggy này cũng vừa này em ơi. Mông 120 mã này chị sale còn 220 nhá. Mông 120 có size mông 120 mã này, quần này siêu đẹp luôn. Mã quần này là mã, chờ chị tí để chị lên mông 120 cho chị. Mã này là mã 136 nhá Vương Thủy Nguyễn. À quên, cho Mỹ Linh Nguyễn nhầm. Mông 122 mã này.
quần Becky mông 1322, mã này quá đẹp luôn em ạ, sale còn 220 này, mã 136 nhá. Các chị đi hỏi thiết kiểu đấy bên em còn mẫu này nha các chị. Mẫu này thì em này nó lại là chất co giãn. Chất co giãn thoải mái, cái này còn size 63 cân rồi. Đây cái đấy. Có. Lưu Thùy Dung 63 cân. Thanh Thủy Nguyễn bụng to hơn Dung. Có rất là nhiều mã quần mà bây giờ nó cứ loạn hết cả lên. Nó cứ lẫn vào nhau mà nó cứ giống giống nhau ấy. Đây Dung ơi. Đây chưa? Cái mã này nó chưa mã 140. Mã 140 ạ. Size mấy đấy? Size 10. Size 10 ạ? Size 2, size 4, size 6, size 10. Thế nhỏ quá nhỉ. Vicky Ngô ơi, áo này có một màu thôi em ạ. Đây ạ, em còn này xem của chị xem là có mấy cái. Vicky Ngô ơi, mã này khoảng tầm 65 đến 75 cân. Áo em Dung đang mặc này tầm 65 đến 75 cân vừa nhá mọi người. Áo có một màu thôi ạ. Áo có một màu này 65 đến 75 cân cũng sale vào 160 nghìn thôi. Hình như còn có cái đấy. Thế ạ, 65 đến 75 cân. Còn một chiếc duy nhất. 65 đến 7 có khi 80 cân vừa mà áo đấy. Vâng, cần nó có giãn mà chị. Áo này mặc lên mát lắm. Thế các em có size từ 65 cân cho đến 90 cân nha các chị. 65 đến 90 cân, Dung đang mặc size 1X đấy. 65 đến 90 cân nha các chị. 65 đến 90 cân vừa cái áo này áo của em. Áo có giãn tuyệt vời cho em nha. 65 đến 90 cân em sale còn 160. À trăm mấy nhỉ? Ờ đúng không? Lúc nãy chị vừa bảo trăm mấy. Quên rồi. Áo có một màu duy nhất ạ, size từ 65 cân cho đến 90 cân, sale còn 160 nghìn thôi nha mọi người. Ai lấy thì comment giúp em mã áo là 88 ạ. Mã áo là 88 cho em. Quần này đẹp ghê. Quần này rất là xinh nhưng mà lại nhỏ. Mã quần này rất là xinh nhưng mà lại nhỏ. Vicky Ngô em lấy mã này không? 65 cân cho đến 90 cân vừa mã này cho em luôn nha mọi người ơi, mã 88 ạ. Ok, Dung ơi, Dung qua thay qua một cái mã quần khác cho chị ạ. Có lên cái mã khóa dọc đi. Tiếng nhạc nhẽo thứ là cũng like quần nó rất là khó bởi vì quần nó không lên được nhìn, không nhìn được màu ấy. Like quần bò còn dễ chứ like quần vải khó lắm. Like quần vải khó không nhìn được cái gì cả luôn ấy. Mình còn lẫn nữa là. Ừ. Đến mình còn lẫn. Lẫn lộn hết cả. Cả nhà ơi, quần của nhà em là quần hàng xuất chuẩn luôn đấy mọi người ạ. Xuất chuẩn luôn nên là mọi người yên tâm là mặc lên chỉ có form, chỉ có đẹp trở lên thôi. Chân dài, mút chỉ. Hóa ra là nhạc nó ở đây. Mông 122. Hải Phòng đăng stop Dung ơi lâu thế đợi này các chị sốt ruột các chị không xem nữa rồi. Cả nhà ơi em qua áo quần này của em mặc thật á, quần này ạ, size dưới 75 cân vừa ạ.
Cả nhà ơi, mã quần này size dưới 75 cân. Xem nào, Dung đứng lùi lên tí chị xem nào. Các chị nhìn cái cặp quần ấy. Quà chun hai bên nha mọi người ơi, quần cũng sale vào 170.000 ạ. Quần sale vào 170.000 cho em nha mọi người ơi. Một bên thì mát, một bên thì chip à. Quay chị xem nào. Má quần này là má. Ui, quay ngang nó thật là ngon. Trời ơi, ngon mà, quần ngon mà. Áo cũng ngon luôn ấy. Em cũng ngon mà chị. Má này là má 140 ạ. Giá 200.000, em sale vào 170.000. Quần má 140, hạ ơi, nhìn sáng đấy. Nhìn sáng, nhìn rõ được nghe, được đúng dáng quần đấy không ạ. Hôm nay em màu đẹp mà. Má 140 ạ, à. Má quần là má 140, sale còn 170.000. Túi là túi giả đúng không? Khóa khóa ở hai bên. Đây ạ, à, cả nhà ơi, má quần này má 140, dáng này là dáng skinny ạ. À? Cạp cao che bụng nha mọi người. Check zin. Cạp cao che bụng nha mọi người, cái cạp vừa cao vừa to, cái bản to này này. Đấy, nên là mọi người yên tâm. Mọi người yên tâm là rất là ok nha mọi người ơi. Che bụng cực kỳ ạ. Xem nào. Quần cạp cao hay vừa ạ? Phương Thùy Nguyễn ơi, quần cạp cao nha em ơi, 75 cân đổ lại. Quần này là có size từ 50 đến 75 cân ạ. Mã 140 cho em size từ 50 đến 50 đến 75 cân. Em này có ra thích được từ giờ đấy. Đúng rồi. Em làm bài ở đúng rồi. Quần cạp cao em ơi, cạp cao mà bản to nữa nên là rất là che bụng nhá. Ai lấy thì comment hộ em mã 140 này. Mã quần là 140 cho em nha mọi người ơi. Đẹp tuyệt vời luôn. Bao chất nha các chị. Bao chất co giãn 4 chiều. Bao chất co giãn 4 chiều, co cử động thoải mái. Ai lấy thì comment hộ em mã 140. Áo thì em sale còn 150.000 áo thôi nha, áo bò. Áo bò chất chơi nhỉ. Áo chất chơi quá. Ok, Dung ơi, qua mẫu chỉ nha. Quần ai lấy quần thì comment của em mã 140 nhé mọi người. Sang áo, bây giờ mình like sang áo thôi. Đây. Áo em chuyển qua. Có quần không có khóa không shop Trang Vũ ơi, có quần không có khóa nha. À, quần không có khóa, check in không khóa có nha mọi người. Đúng rồi, đâu chẳng. Từ đây có mấy cái màu quay ngủ. Đấy chị mấy mẫu check in không khóa này. Kiểu như này này. Đây có mã này không khóa này cả nhà này. Mã này không khóa. Đây ạ, mã check in này không khóa luôn này. Cái này nó lại là checking dẫm gót. Má này lại là dẫm gót cho em nhé. Đào Tuyết Phương hay nhô Đào Tuyết Phương. Đào Tuyết Phương là fan cứng á. Thank you nào nha. Đây là mẫu checking này không khóa này. Có má mấy cái đá như này không khóa nó. Toàn có khóa. Toàn không khóa thì chỉ có má này này. Có má này không khóa nhưng mà nó lại dẫm gót. Ôi, cái gì mới? Không mang bra. Ơ, chị Ngọc không đặt. Đào Tuyết Phương. Má quần checking này của em có một chiếc rồi này, má 772. Má này má 772 ạ. À. Chất thì siêu thích luôn, ung mì co giãn 4 chiều, sale còn 160. Sale còn 160 má này của em nhá. Cái này như em chỉ cái checking dẫm gót này có một chiếc à anh ơi. Checking dẫm gót này em có size tầm từ 70 đến 70 đến 75 cân ạ. À. 70 đến 75 cân vừa má này cho em. Em sale còn 170.000, em đang bán ở shop là 220 đấy ạ. À. Hàng mới về luôn. Cái gì cơ? Đang bán ở shop với giá là 220.000, em sale ở trong line còn 170.000 thôi nha. Checking u mì co giãn 4 chiều. Ai lấy thì comment hộ em mã 772. Đây là em qua mã áo nhé.
Mà đây là mã 240, em đang bán ở shop là 270. Hôm nay còn lẻ size cắt mã một, em bán còn 170 thôi. 270 em sale còn 170 nhá, vì còn một chiếc duy nhất thôi. 270 sale còn 170. Cái này mọi người mặc đi chơi rất là đẹp luôn, vì là nó rất là sexy. Nàng nào mà thích phong cách sexy điệu đà thì lấy cho em mã này. Đấy ạ, đằng sau của nó như này nha mọi người. Đấy, áo trễ vai còn không ạ? Anh Bi, áo trễ vai còn em ơi. À, Nguyễn Hồng Nhung ơi, có sơ mi 772, em ghi dòng đầu tiên nhiều mà. 772 772 772, ô 772 nhiều. Đâu, đây. Đó 772. Không chỉ phân biệt được cái nào với cái nào. Áo bò trễ vai còn không ạ? Anh Bi ơi, áo bò trễ vai còn em ơi. Áo bò trễ vai còn thoải mái em ơi. Áo bò trễ vai nó là hàng mới, chị sale còn một, nhưng mà chị vẫn sale trong livestream thôi, còn 150.000 nha anh Bi. Anh Bi lấy mã đó thì comment giúp chị này. Anh Bi lấy mã áo bò đấy thì comment giúp chị. Anh Bi ai inbox dùm em. Anh Bi ơi, em lấy mã đấy thì em đặt trên livestream giúp chị đi. Anh Bi nha, lấy mã đó thì comment trên live giúp chị để chị bán em với giá sale. Nếu mà inbox thì lại không được giá sale đâu em yêu ạ. Inbox là giá gốc đó chị. Đúng rồi. Anh Bi ơi, anh Bi lấy mã áo trễ vai bò đó thì comment luôn giúp chị nha. Ôi ơi, chị có bình luận rồi thì ok. Anh Bi lấy cái đấy thì cứ bán cho chị. Anh Bi mã đấy là 150.000 nha anh nhé. Ok anh Bi nha, chị nhận được inbox của em rồi. Đây chị mã áo này ạ, em bán cắt xà cắt mẫu này. Cắt mẫu em còn một chiếc duy nhất thôi. 270 em sale còn 170 luôn này. Nàng nào mà thích kiểu điệu đà thì lấy mã này cho em. Hàng thô Thái ạ. Em xách từ Thái về luôn nha mọi người. Kiểu rất là độc, rất là lạ. Ok Dung ơi, Dung mặc lại cái này cho chị này. Cái quả checking dẫm gót. Cái dẫm gót này mặc cùng với cả crop top. Crop top hoặc là buộc bụng ấy. Em qua mẫu thôi nha mọi người. Ok anh đi ghép đơn. Xong rồi có mẫu sơ mi nào lên nốt nhỉ? Vân Anh Nguyễn hỏi. Anh Bi ghép đơn. Ok anh Bi rồi này. Đây này, tiếp theo em sẽ lên một mã checking mới này. Ôi sao máy của mình nó lại hết cả pin ấy. Dẫm gót checking, dẫm gót mã 772 có size 10, có size từ size 10 đến size 18 rồi mà, nhiều mà. 10, 12, 18, 10, 12, 14, 18. Cả nhà chờ chút nha, để em Dung ngay em ý lên mã checking này. Đây ạ. Mã checking này không có không gì nhỉ? Không có khóa áo khiết gì và cạp cao này mọi người ơi. Trời ơi. Giống như buộc thấp hơn. Đây mọi người nha, mã checking này cạp cao rồi. Cạp cao ơi là cao mà ôm bụng cực kỳ luôn này mọi người ơi. Mã checking này giá mã 772 giá 220. Mã 772 giá 220 em sale còn 170 trong livestream thôi ạ. Có đủ size từ tầm 65 cân cho đến 100 cân luôn cho em. 65 đến 100 cân nha mọi người ơi. Cái này nó có hai cái sọc may đường cân ở hai bên nên nhìn chân rất là dài và thon luôn. Chân dài và gọn nhá. Chân dài và gọn nha. Em Dung chân chẳng dài đâu nhưng mà em ý mặc quần này em tự nhận là chân em ý dài đấy cả nhà. Em Dung là chân bình thường thôi. Nhưng mà mặc vào nhưng mà mặc vào trông chân dài thật. Mặc vào em thành 1m85 nha các chị, không phải 1m85. Từ 1m58 thành 1m85 luôn này cả nhà này. Cả nhà ơi, mã này em sale còn 170 nữa ạ. 220 sale còn 170 nhá. Chất u mì co giãn 4 chiều siêu đẹp luôn ạ. Dẫm gót. Đấy. Cái này nha mọi người ơi, mặc lên cặp cao quá rốn nhá. Cặp cao trên rốn ạ. 220 sale còn 170, cực kỳ đẹp luôn. 220 sale còn 170 cho em mã 772 ạ. Mã 772 này
này em đủ size từ tầm 65 cân cho đến 100 cân luôn nên mọi người cứ comment thoải mái ạ. Mọi người comment thoải mái cho em nhé. Cái này là giả hàng dẫm góc. Nên là cái này mọi người mặc đi giày đi bốt cũng thứ cũng đẹp lắm. Cái này nếu mà mọi người không thích giấm gót thì là em hỗ trợ cắt cái giấm gót đi nhá. Nếu mà mọi người không thích giấm gót thì em cắt đi được ạ. Em cắt đi dùng mọi người nha. Nên là mọi người thoải mái đặt hàng cho em. Mã này em sale còn 170.000 thôi. Chất bao giãn 4 chiều thoải mái luôn này. Cái này nó gần như là một cái quần legging ấy. Nhưng mà nó là chest jean, có nghĩa là chất nó dày dặn hơn mà trông nó không bị cả cao. Rất nhiều người ta chỉ bị thích sầu bị lộ ấy. Đúng rồi. Em này nó khắc phục được cái điểm đấy nó nhưng nó mới là chất tinh các chị. Đúng rồi các bạn. Anh ơi, check Shopee nha anh nhá. Vâng. Cái này nó kiểu dáng nó rất là đơn giản ở cạp của nó bản cao to luôn nhá. Ai lấy thì comment cho em mã 772 này, em sale còn 170.000 thôi. À nếu mà nàng nào mà thích gọi là cắt cái phần giấm gót đi thì em cắt cho mọi người ạ. Ok Dung ơi, Dung qua mẫu chị nhỉ. Qua mẫu áo, em chuyển qua mẫu áo. Đây là mẫu áo treo đấy. Em mặc mẫu áo trên váy. Em qua mẫu áo nữa nha mọi người ơi. Cơn mưa đi qua mã 772 tầm 73 cân. Ok, cơn mưa đi qua nha em ơi. Mã 772 cơn mưa đi qua này. Cơn mưa đi qua. Mã 772 170.000. Ok, cơn mưa đi qua nha, chị nhìn thấy comment của em rồi. Ở trong xem chung, mã 772 cơn mưa. Ngày mai chị sẽ inbox cho cơn mưa đi qua nhá. Mình like bảo Trâm áo sơ mi trắng vừa rồi là dáng ngắn hay dài thế ạ? Dung ơi, Dung dạ. Cởi áo sơ mi ra chưa? Em chưa, em đang mặc cái này. Dung áo sơ mi vừa rồi nó là dáng dáng dài dài nhỉ? Ngang hông nhỉ? Bảo Trâm ơi, áo sơ mi vừa rồi là nó khoảng tầm ngang hông em ạ. Đây để bạn Dung bạn ra bạn cho em xem nhá. Cơn mưa đi qua. Váy này hết size nhỏ. Váy này chỉ còn 10 sợi mớ thôi. Dung rộng nhiều không? Cái này thì khoảng tầm 80 cân. Đây nha mọi người ơi. Bảo Trâm ơi, bạn áo sơ mi này nó là dáng như này này, dáng suông này này em này. Nha bạn Dung bạn ấy buộc vào nên là trông nó rất là thời trang luôn mọi người mặc. Nguyễn Thị Thùy Dung mặc Becky đi ạ. Becky lúc đấy Dung mặc rồi nhỉ? Em mặc sơn sườn đấy. Lúc đấy Dung mặc mấy mẫu Becky rồi mà em ơi. Nguyễn Thị Dung ơi, à Becky lúc đấy Dung mặc rồi. Thôi thôi, cô qua được rồi. Em phải chơi giới thiệu xong. Có kẹp không hả anh? Áo sơ mi trắng rồi bên áo sơ mi trắng này là còn mấy chiếc nhỉ? Sơ mi trắng này size khoảng từ 70 đến 85 cân vừa nha. 70 đến 85 cân vừa. Bảo Trâm ơi, Bảo Trâm, cái này chị chỉ có một size thôi ạ. Chị chỉ có một size này thôi anh nha. Chị chỉ có một size này thôi, 70 đến 85 cân vừa. 70 đến 85 cân vừa. Còn mẫu chân váy này thì bây giờ mình chỉ còn size từ 80 đến 100 cân. Của áo thì còn 2 chiếc. Áo thì sale còn 170.000 nha em ơi. Chị nào lấy cả set cho em không? Vicky Vincingo lên thêm áo. Ok, chờ chị một chút. Vincingo áo sơ mi trắng này sale còn 170.000 thôi ạ. Bảo Trâm ngực dưới 100 thì không vừa. Chân váy bạn ấy hay qua shop. Có thể bạn ấy biết mấy cái mã này. Cho em cái áo sơ mi mẫu mặc nhé. Ok, Yến Tống Kim Yến. Mã bao nhiêu anh xem của chị mã Dung đang mặc là bao nhiêu? Sale còn 170.000. Áo sale còn 170.000. Nguyễn Thị Thùy Dung váy có size eo 88 không? Eo 88 là to hơn Dung nhỉ? Cái này vừa nhỉ? Eo 88 thì mặc vừa. Áo váy này có size nha em ơi. Váy này váy có size 88, eo 88 em ạ. Eo 88 thì đang mặc thì mặc cái mẫu ở đâu rồi? Bán không? Váy này em có size 88, eo 88 nha mọi người ơi. CP55.
Mã này à, mã váy này mã 55 ạ. Có cái phần xẻ ở bên này rất là yêu này mọi người này. Đây nha, chân váy nó xẻ như này này. Trời ơi, kiểu chân váy này quá đẹp luôn. Chào anh em An Nguyễn. Đang mặc là váy nha em ơi. Vinci Ngô và Nguyễn Thị Thùy Dung ơi, cái này mình có size từ tầm eo tầm trên 88, eo từ 88 đến 100 luôn nha mọi người ơi. Chân váy này có size eo từ 88 đến 100, đang bán ở shop với giá là 250.000. 250.000 cái chân váy này, và hôm nay bán trong livestream mình cũng sale còn 220 thôi mọi người nha. 220 cái mã chân váy này quá đẹp luôn mọi người ơi. Đi à, bước đi à, nó đung đưa xong rồi nó hở một tí cái phần bắp chân của mình ra, quá điệu quá yêu luôn. Ai lấy chân váy thì comment cho em, eo 88 cho đến 100 nhá. Eo 88 đến 100 thì vừa cho em. 250 sale còn 220 thôi ạ. À. Quá xinh luôn mọi người nha. Ai lấy chân váy thì comment cho em chân váy đen nhá. Chân váy đen cho em này. Chân váy dài đen hàng xuất khẩu xịn sò luôn này. Dung tơ một chân bên trái lên cho các chị vẫn không nhìn thấy cái chỗ xẻ. Đây nha mọi người, xẻ một tí từ đầu gối trở xuống thôi ạ. À. Nên là rất là điệu, rất là đẹp luôn mọi người nha. Đấy. Lung lay lung linh. Chào Đào Tuyết Phương này, phát cứng cộng 1 cơ. Trời ơi. Ai lấy chân váy comment luôn cùng em nhá. Em qua mẫu đấy ạ. À. Em rất là ưng cái mỡ chân váy này luôn, nhưng mà nó về chỉ có size to từ tầm 75 cân nhỉ Dung nhỉ. Chân váy em có size tầm từ 75 cân đến 90 cân đấy ạ. 75 đến 90 cân vừa mã chân váy đấy. Em sale còn 220 nha mọi người ơi. Cơn mưa đi qua là comment ở buổi xem chung. Đào Tuyết Phương này, An Nguyễn là cũng là chiếc fan cứng á đúng không ạ? Dạ. An Nguyễn là fan cứng ấy. Thế à? Dung còn đang bảo hôm nào An Nguyễn bị mất chiếc fan cứng thì phải báo với Dung để Dung xử lý. Tại vì là toàn tự like rồi lấy đâu ra fan cứng nữa. Chị còn chưa được xếp vào fan nên đừng nói là fan cứng hay fan mềm. Đúng, trước em lên được khoảng 3 ngày. Đấy ạ. Hôm nay ơi. Áo này rộng quá. Chị ra. Ôi sao rộng thế này. Cái này may chung ít vào được đúng không? Đúng không? Đây nha cả nhà ơi, mà áo này đến 90 đến 100 cân luôn ạ. Hết cả hơi.
xem nè. 120.000 cái áo với nhau các chị. Chỉ 120.000 má này. Thay quần nó vật vã. Ừ. À, em lấy nốt má này rồi em xin nghỉ like nha mọi em xuống like nha mọi người ơi. Ai lấy nốt cái má này cho em thì comment hộ em này. Kèm comment hộ em mã là 296 kèm màu cho em nhá. Mã 296 kèm màu ạ, sale còn 120 thôi cả nhà. Thoải mái cho em. Em hết cả hơi rồi. Đang cái này chắc là phải chỉnh lại một tí. Mã 296 kèm màu. 296 kèm màu cho em sale còn 120.000. Cả nhà ơi, em thêm vài phút nữa em Dung sẽ đứng đây thêm khoảng độ mấy chục giây nữa thì em xin xuống like nhá. Hôm nay mệt quá cả nhà. Chị ơi. Ơi, Thanh Thúy Nguyễn chị có quần có vừa quần không mà không thấy nói chị ôm. Thanh Thúy ơi, chị bị ẩn comment mất rồi. Thanh Thúy Nguyễn em hỏi lại chị là chị bao nhiêu cân, rất gì comment cân. Đúng nhưng rồi. Mà em không nhìn thấy comment đúng của rồi, mình không, nha chị không ơi. Không nhìn thấy comment của Thanh Thúy Nguyễn rồi. Thanh Thúy Nguyễn ơi, nàng bao nhiêu cân nhở? Thanh Thúy Nguyễn ơi, bạn bao nhiêu cân? Không nhớ là chị hỏi. Thanh Thúy Nguyễn ơi, hay là tí nữa mình inbox lại, mai mình inbox lại cho Thanh Thúy Nguyễn xong rồi mình sẽ vẫn bán cho Thanh Thúy Nguyễn với giá của sale ở trong live nhé, bởi vì hình như bị ẩn comment rồi Thanh Thúy Nguyễn này. Em nhớ là em có hỏi căn chị nhưng mà chắc nó bị ẩn rồi nha. Tí nữa bên em sẽ inbox để tư vấn lại cho mình. Thì có gì em vẫn áp dụng giá sale cho mình nha chị ơi. Chị tay em quần sơ sơ trăm cái em mà nhìn cái tay em. Mày quấn ở đâu? Mày em quấn vào cả nhà em, cả nhà gồm, cả nhà hỏa. Tiếp. Vẫn bán giá. Sorry chị Thanh Thúy Nguyễn nhá, bởi vì là bị ẩn có ẩn comment của nàng mất rồi nên không nhìn thấy là nàng hỏi cái gì á. Cả nhà ơi, em xin xuống like ở đây nhá. Em xin hôm nay em xin nghỉ sớm một chút, em mệt quá, hết cả hơi rồi. Cảm ơn mọi người nha. Em xin dừng livestream ạ. Con chào bố ạ. Con chào bố đâu.